và chương trình Gõ Cửa Âm Nhạc xin được mến chào quý vị khán giả. Chúng ta đã vừa được thưởng thức những giai điệu đến từ tác phẩm Le Joyeux Mandolinus, một tác phẩm rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Robert Allies. Và ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị sẽ cùng bước vào chuyến hành trình chu du qua nhiều vùng đất khác nhau trên khắp thế giới này cùng với cây đàn mandolin. Nhân vật ngày hôm nay sẽ là một nhân vật rất là tuyệt vời cho chuyến hành trình của chúng ta với những thông tin cực kỳ hữu ích về mandolin và những tác phẩm xoay quanh mandolin. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị tiến sĩ Trần Kiều Lại Thủy, khách mời rất quen thuộc của Gõ Cửa Âm Nhạc ạ. Em chào cô ạ. Chào Uyên. Dạ, mỗi lần mà gặp cô thì lại rất là hào hứng, tại vì em sẽ biết là được nghe nhiều câu chuyện về mandolin và rất là nhiều những cái thông tin khác liên quan đến âm nhạc. Hân hạnh, hân hạnh. Dạ. Phương Nguyên và cô Thủy sẽ cùng với quý vị chúng ta đi một vòng quanh thế giới. Và tiết mục mở màn vừa rồi thì chúng ta đã thấy được sự thể hiện của các nghệ sĩ trẻ. Các bạn còn rất là trẻ với lại cái tinh thần, sức trẻ và nhiệt huyết của mình đã mang lại một phần mở màn không thể tuyệt vời hơn. Tác phẩm được lựa chọn cho phần mở màn vừa rồi tên dịch ra tiếng Việt là Những Nghệ Sĩ Mandolin Vui Vẻ. Đúng rồi. Thấy các bạn cũng rất là vui. Dạ. Cô có thể chia sẻ về cái tác phẩm vừa rồi ạ? Tác phẩm đó thật ra là do một nhạc sĩ Pháp sáng tác cách đây là cũng phải hơn cả trăm năm rồi. Ông tên là Robert Allies. Tác phẩm được sáng tác năm 1888. Đó là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Robert Allies, tên là Le Joyeux Mandolinist, tức là Những Nghệ Sĩ Mandolin Vui Vẻ. Thì tác phẩm này đến năm 1957 nó mới thật sự được nhiều nước biết đến, được nhiều người biết đến do có một dàn nhạc của một nghệ sĩ rất là nổi tiếng tên là Menichetti biểu diễn cái tác phẩm này. Và trong phiên bản mà lúc nãy mình nghe đó là tứ tấu, thì bốn bè mà mình nghe đó là nguyên bản của tác giả Robert Allies. Đây là một tác phẩm rất là đặc biệt, khi mà vừa rồi cô Thủy chia sẻ là cái giây phút mà nó được sáng tác với giây phút được viết đến rộng rãi cách nhau một khoảng thời gian rất là dài, 30 năm. Và chúng ta thấy rằng là trong âm nhạc thì có nhiều điều mình không biết trước được. Và đối với riêng mandolin cũng là một loại nhạc cụ mà chúng ta thấy là cũng có một cái khoảng thời gian rất phổ biến. Rồi lại một khoảng thời gian dường như là mandolin không còn xuất hiện nhiều nữa. Và bây giờ Phương Nguyên thấy dường như là các bạn trẻ lại bắt đầu nhen nhóm tình yêu và cái ngọn lửa dành cho mandolin. Khi mà dàn nhạc Sài Gòn Mandolin Guitar thành lập thì bắt đầu đi biểu diễn, rồi bắt đầu đi thu TV. Rồi thì cô thấy những cái phản hồi rất là tích cực. Tức là những cái người xem á, người ta đều cho mình cái động lực. Người ta nói là cái tiếng mandolin hay, rồi nói là cái đàn dễ thương vậy đó. Tức là mình nghe cái những cái phản hồi đó mình xúc động lắm. Mình thấy là vậy là đàn mandolin sống lại rồi, có thể phục hồi rồi. Mà thực tế thì sau năm 2018 khi mà có dàn nhạc đó, thì sau đó là Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, lúc đó là thầy Tạ Quang Đông làm giám đốc đó, thầy cũng cho phép là mở lại cái bộ môn mandolin, tuyển sinh lại. Và đã có cái những em đầu tiên vào học mandolin. Năm nay là bắt đầu các em tốt nghiệp nè. Tức là mình sẽ có cái thế hệ mà học chính quy mandolin trở lại. Đó là một cái điều mà mình rất là mừng. Và cả dàn nhạc đều mừng cái điều đó hết. Thì mình nghĩ là càng ngày thì mandolin sẽ phục hồi mạnh hơn. Bởi vì trong quá khứ, lúc trước thì đàn mandolin nó đã là cái nhạc cụ quen thuộc của người Việt Nam rồi, chứ nó không phải là một cái đàn mới. Và hiện nay thì sắp sửa là Nhạc viện chuẩn bị mở Đại học mandolin nữa. Đó là những tín hiệu rất là vui mừng khi mà chúng ta thấy rằng mandolin lại nhận được tình yêu và cái có thể nói là những cái ngọn lửa đam mê đến từ các bạn trẻ. Và chính thế hệ các bạn trẻ, như là chúng ta thưởng thức qua cái tiết mục mở đầu của chương trình ngày hôm nay, các bạn thổi một cái sức trẻ vào với cái việc kết hợp mandolin và mang lại những cái giai điệu âm nhạc rất là tích cực đến cho mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm thời chia tay nước Pháp với cái giai điệu âm nhạc vui tươi đến từ Những Nghệ Sĩ Mandolin Vui Vẻ. Và chúng ta sẽ cùng đến với một đất nước tiếp theo. Và đất nước đó là gì thì mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục sau đây nhé. Thank you.
những giai điệu vô cùng quen thuộc của tác phẩm Canon Indie mà Phương Nguyên tin là ai trong chúng ta cũng đã từng nghe qua. Chúng ta đã được đến với nước Đức, thưa quý vị, đó là nơi mà tác phẩm này được ra đời. Không biết là cô Thủy có thể chia sẻ nhiều hơn về một cái tác phẩm mà nhiều người đã từng nghe nhưng không phải ai cũng biết về cái nguồn gốc và cái hoàn cảnh ra đời của nó. Theo cô thì nếu như mà Uyên thích cái tác phẩm này, tức là Uyên cũng thuộc loại cổ cổ đó. Dạ. Tại vì cái tác phẩm này nó cổ lắm. Dạ. Cái tác phẩm này nó được sáng tác từ thời Baroque lận, rất là lâu. Tức là khoảng chừng năm 1700 mấy lận, cách đây rất là lâu. Dạ. Thực ra người ta không có biết chính xác là nó ra đời lúc nào đâu. Người ta chỉ biết tên của cái ông tác giả là tên là Johann Pachelbel. Nhưng mà cái ông đó, ông sống chính xác cái năm nào thì người ta không rõ, biết là thời Baroque thôi. Đây là một cái tác phẩm mà khi nó ra đời nó không có nổi tiếng. Chắc là nó không có hợp với cái thời đó hay sao, không biết. Nhưng mà đại khái là nó một thời gian dài im tiếng đến năm 1968, khi mà có một nghệ sĩ tên là François Pella đã thu âm và phổ biến cái tác phẩm này thì tự nhiên nó nổi tiếng khác thường luôn. Dạ, 200 năm sau. Đúng rồi. Nổi tiếng đến mức mà trong đám cưới, đám ma gì cũng có nó hết. Dạ. Tức là cái tác phẩm này người ta đang ở khắp nơi và người ta ưa chuộng cái tác phẩm này một cách rất là bất ngờ luôn. Đó là điều kỳ lạ của âm nhạc. Và chúng ta thấy đó là sự xuất hiện của mandolin, guitar và contrabass đã mang lại một cái sự kết hợp hỗ trợ lẫn nhau để có thể cho chúng ta những cái giai điệu rất là tuyệt vời trong tiết mục Canon Indie vừa rồi. Và bây giờ thì chúng ta gác lại những giai điệu âm nhạc của Canon Indie, chúng ta tiếp tục hành trình quý vị nhé. Tiếp theo sẽ là một bản nhạc đến từ nước Ý. Phương Nguyên chỉ bật mí vậy thôi, còn phần còn lại xin mời cô Thủy ạ. Đúng rồi, tác phẩm tiếp theo tên là Adios Sevilla của một nhạc sĩ người Ý tên là Tony Murana. Ông Murana này là một nhạc sĩ người Ý nhưng mà cái thời gian sống chủ yếu của ông là ở Pháp, và nhạc sĩ này là chơi đàn accordion rất là giỏi. Ông đã sáng tác rất là nhiều tác phẩm cho đàn accordion, trong đó có bài này. Và tác phẩm này nó ở điệu Paso Doble. Yeah. Những cái tác phẩm mà ổng hay đàn á là tango, nhưng mà đến khi ổng sáng tác cái bài này nổi tiếng thì cái bài này là Paso Doble. Đây là tác phẩm được thể hiện dưới dạng tứ tấu chứ không có phải là accordion nữa. Cái nguyên bản của nó là accordion. Mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục với tác phẩm Adios Sevilla và tứ tấu ba mandolin, một guitar cùng với các nghệ sĩ trẻ của chúng ta. Thank you.
Đó là những giai điệu đến từ tác phẩm Adios Sevilla. Và thưa quý vị, tiếp tục với giai điệu tứ tấu ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục di chuyển đến một vùng đất khác, không còn là ở châu Âu nữa mà bây giờ mình qua châu Mỹ. Nhưng mà một cái điểm thú vị chắc là cô Thủy sẽ chia sẻ kỹ hơn với một cái tác phẩm cũng rất là độc đáo này thì nó lại mang tính có thể nói là sự kết hợp của nhiều nền văn hóa khác nhau đúng không cô? Cô có thể chia sẻ cụ thể hơn ạ? Đúng rồi, tác phẩm mà mình sắp nghe đó là Miserlou. Thật ra tác phẩm này không phải là gốc ở Mỹ. Đây là một cái tác phẩm nó lấy từ một cái giai điệu dân gian, cái vùng Đông Địa Trung Hải. Những nước như là Ả Rập nè, Armenia nè, Serbia, Ba Tư, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ. Những nước đó người ta có cái bài nhạc dân gian này và dân nhập cư từ các nước đó qua Mỹ, người ta truyền nhau hát bài này. Thì đến khoảng năm 1962 thì tại Mỹ có một ban nhạc rock, có một nghệ sĩ tên là Dick Dale đã phối cái bài này đàn trong ban nhạc rock đó. Từ đó cái bài này nổi tiếng thế giới luôn, chứ không có phải là những cái người dân ở Đông Địa Trung Hải nữa. Sau đó nó còn trở thành nhạc phim nữa. Do sự nổi tiếng của bài này mà trong dàn nhạc Sài Gòn mandolin guitar có một bạn, có một nghệ sĩ là bạn Minh Tùng đã phối lại bài này cho tứ tấu gồm có 3 mandolin và 1 contrabass mà mình sẽ nghe sau đây. Mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục Miserlou, và trong đó thì chúng ta sẽ được gặp gỡ cô Thủy với vai trò là một mandolinist. Mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục đặc biệt này nhé. Thank you.
quý vị, và chuyến hành trình âm nhạc ngày hôm nay cùng với giai điệu Tứ Tấu cũng đã dần đi đến chặng cuối cùng rồi. Và ở chặng cuối cùng này thì chúng ta sẽ cùng đến với nước Nga xinh đẹp. Và nơi đây thì chắc chắn cũng có những giai điệu âm nhạc rất là nổi tiếng, được quý vị yêu mến. Tiếp theo sẽ là một tác phẩm như vậy. Cô Thủy có thể bật mí là đến với hành trình cuối cùng chúng ta sẽ đến với tác phẩm nào không ạ? Lúc nãy mình đã nghe một cái bài dân ca của Đông Địa Trung Hải. Thì cái bài tiếp theo mình nghe nó cũng là dân ca luôn, nhưng mà là dân ca Nga. Yeah. Bài này có tên là Legionoa, tức là Đôi Mắt Huyền. Đây là một bài dân ca Nga quen thuộc của mandolin và đã được đàn mandolin biểu diễn khoảng thập niên 50 của thế kỷ 20. Đây là một cái bài dân ca nó mang cái nét Slav rất rõ nét, là mang cái tính mà vũ khúc tập thể. Rồi nó diễn tả những cái dòng sông rộng lớn của nước Nga chảy. Dạ. Yeah. Những ai học nhạc viện thì đều rất là quen thuộc với lại cái tác phẩm này. Phương Nguyên tin chắc là quý vị khán giả cũng đã nghe qua rồi, rất là quen với những giai điệu này rồi. Vậy thì bây giờ Phương Nguyên mời quý vị sẽ cùng đến với Đôi Mắt Huyền, cũng chính là chặng hành trình cuối cùng của giai điệu Tứ Tấu ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn cô Lại Thủy rất là nhiều, luôn luôn mang những cái thông tin vừa thú vị vừa hữu ích với lại một cái phong cách cực kỳ là tuyệt vời đến với chương trình. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn Nguyên. Và cảm ơn quý vị khán giả. Dạ, cảm ơn quý vị một lần nữa đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và mời quý vị sẽ cùng thưởng thức món quà âm nhạc cuối cùng của chương trình gửi tặng đến quý vị trong ngày hôm nay nhé.